Chiều ngày 2 tháng 10, tại buổi họp báo của Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng thông tin thêm về quá trình điều tra vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, làm chết 56 người. Thiếu tướng Tùng cho biết, tất cả những người trong diện điều tra của vụ cháy, cơ quan điều tra đều mời lên làm việc. Hiện, cơ quan điều tra cũng đang đề xuất mời nhiều cán bộ đương chức lên làm việc. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho hay, hiện cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam trong thời hạn 4 tháng đối với bị can Nghiêm Quang Minh, 44 tuổi, trú phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, là chủ căn chung cư mini để điều tra về tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy. Cũng tại họp báo, Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Cứu nạn Cứu hộ khẳng định, không có chuyện xử lý rồi cho tồn tại các dạng chung cư mini. Tuy nhiên, đối với công trình chung cư mini ở Thanh Xuân phải tính tới công tác dân sinh, vì có nhiều gia đình, nhiều cá thể trong đó. Nếu đình chỉ hoạt động công trình sẽ liên quan tới an sinh. Do đó, theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công an, phải rà soát, kiểm tra và đưa ra các giải pháp an toàn về phòng cháy chữa cháy để giảm thiểu nguy cơ xuất hiện cháy. Khi có tình huống xảy ra thì giảm thiểu nguy cơ thiệt hại về người và tài sản.